Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã xác định khu vực nhấn chìm chất nạo vét ở vùng biển huyện Gio Linh và huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Khu vực nhấn chìm chất nạo vét bao gồm hai phần, khu vực 1, huyện Gio Linh, với diện tích 320 ha và khu vực 2, huyện Hải Lăng, với diện tích 400 ha. Khu vực 1 có khả năng nhận chìm tối đa 2,4 triệu M3 trong một ngày, trong khi khu vực 2 có khả năng nhận chìm tối đa 3 triệu M3. Thiết bị vận chuyển chất nạo vét có trọng tải tối đa khoảng 2.000 t. Thời gian tiến hành nhận chìm phù hợp nhất từ tháng 4 đến tháng 8. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đánh giá và tính toán để đảm bảo rằng việc nhấn chìm chất nạo vét trong khu vực này sẽ ít gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và các khu vực lân cận như khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, cửa sông và bãi biển. Tuy nhiên, nếu khối lượng nhấn chìm vượt quá mức quy định hoặc có sự thay đổi đáng kể về địa hình đáy biển, cần nghiên cứu chi tiết hơn để bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các tổ chức và cá nhân có nhu cầu nhấn chìm chất nạo vét phải tuân thủ quy định và thủ tục cấp phép đúng quy định của cơ quan quản lý nhà nước.